Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo và quy động các nguồn lực để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội được các cấp các ngành, mặt trận, đoàn thể của thành phố Châu Đốc quan tâm triển khai thực hiện và đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc đã vận động quỹ vì người nghèo được 52,667 tỷ đồng đã chi 44,832 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Theo đó, đã cất mới sửa chữa 349 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 14,087 tỷ đồng, hỗ trợ 51.571 em học sinh khó khăn, trị giá 877 triệu đồng, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 80 người, trị giá 51 triệu đồng, trợ giúp khó khăn đột xuất cho 15.521 lượt người, trị giá 579 triệu đồng. Các công trình an sinh xã hội, phòng chống COVID-19, trị giá 19 tỷ đồng, dân động khám bệnh phát thuốc miễn phí hai đợt cho 850 lượt người, trị giá 632 triệu đồng, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Qua những kết quả đạt được càng khẳng định rõ, ý nghĩa nhân dân sâu sắc, truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, thông qua các hoạt động nhằm giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội có thêm điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Châu Đốc ngày càng văn minh, giàu đẹp.